Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm ha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi anh đừng làm, anh vịn hai cái vai của em, sợ người ta làm gì nữa. Rồi đó, trời dễ thương vậy. Rồi thôi đi bạn, mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. À có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á đúng không? Dạ đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Khác sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, cũng sửa được đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á, người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn, mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ, em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá cãi luôn chị. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chị đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai, nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì ấy. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm, nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại, tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết.
đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Được không chứ. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ cũng có, khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lá bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm này, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê mình lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê ha. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói hói, em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau, hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là... Không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết. Nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá. Em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai đủ. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi là nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên rồi. Kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm, màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ em đến đây đi với ba em. Em chờ bác. Em chờ bác. À rồi, chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung thì tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con dạ, có bác. Đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Ba hỏi một câu vậy thôi, ba kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Gặp rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm rất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị.
nếu mà mình bấm nút thì em thích đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút, ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê, quê của em ở Bảo Lộc, khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Anh, em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như mình hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Đúng rồi, anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt không anh... chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thử sao được không chị? Không, không phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng rồi, làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi, chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chính tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ cho em cảm nhận chị. Em đơ cho em cảm nhận gì em nói chị nghe coi, em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Và em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á, thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn.
Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tình yêu lúc trước của mình, tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đáp anh. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Rồi đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. Em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. Năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ ba chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét nè. Nấu ăn thì cũng rất là tệ, đôi khi cũng có một chút là hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Dạ. Xin chào em người con gái ăn thương, em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn tan chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì, thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay quá. Rồi bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm. Điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hay còn con nít á, không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình á. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn con nít á, cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Ta tưởng gần dữ ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả nãy giờ nhìn em, chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy, con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha. Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ điểm mạnh của em. Dạ tính của em thì nó rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là con chị? Gái. Cái đó anh còn làm được nữa chị em. Cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Bây giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi.
từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy làm sao? Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Do tự hiện vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Tình yêu sương sương là dạ. Sao? Sương sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa. Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa, vậy đó. Vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương đó anh. Rồi đó là sương sương. Còn mình cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng 1 năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm ăn của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay dạ. Đó chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận mà luôn á. Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu, nhưng mà làm như càng lớn tuổi nó cũng dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiếng, em không thích đeo mắt kiếng. Anh vẫn đeo mắt kiếng anh? Không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. Còn đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó. Đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khửi khửi môi môi móc móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Mà em không thích, anh thích vậy. Không thích đúng không? Dạ không thích. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay. Dạ không, dài. Có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70-80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xem bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả, mang đậm truyền thống của Việt Nam mình pha lẫn với lại có chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà tính cách thì có thể là biết quan tâm chia sẻ lắng nghe với mọi người. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, về ngoại hình là hả, dễ thương. Trời dễ thương xinh xinh đi. Dễ thương bao dễ thương luôn. Dạ chị là bên này bao dễ cô thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay soi mói người khác. Nhiều chuyện bà tám đúng không? Đợi xíu. Tuyên. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ. Em được cái đó không có nhiều chuyện. Có gì làm đăng Facebook mà có gì làm đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng dễ thương duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em nên đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà tám với bà chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á, thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống thống nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị, chỉ cần ký tên là trên đường đó. Trời dạ. Ơi là tiện á, đợi dạ, đó đúng không? Dạ, đợi cái liền á, đợi ký tên. Ê, thôi đó dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi, tôi thấy có vali rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha.
Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ, dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? nó chơi, nó tiếu vậy chơi. Mẹ thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sáng sẻo, đẹp trai. Mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau và có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. Mời đàn trai. Hôm nay em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Dạ, cùng chào toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút, thì nói thật sự là Thắng là con trai một trong gia đình, nhưng là cháu rất là tính, rất là nhát gái, này 28 mà cũng chưa có bạn gái, sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì bố nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương, nên là bố ok đấy. Ok ha. Bây giờ thôi đàn đại diện đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình thì hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì anh nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái gì là hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu tìm hiểu với nhau rồi có thể tiến tới hôn nhân. Hai ông bà vui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ. Cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ, nhưng mà cái khung hình đó em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á, rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi thiệt dễ thương. Tôi chịu quá, đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Thắng cô để cô tống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi đi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ à. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè dạ, anh. Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa à. À uống trà dạ. Sữa. Ngồi mình đi nha. Trà sữa. Ở mấy cái món gì được. Ok em hôm nay. Cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn Tiền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay, cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên Tiền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau, và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời ơi, anh yêu em. I love you, I love you. Đó, ok. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đánh đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Dạ, cưới về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thật sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng.
Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền, hỏi câu duyên dáng à. À bấm đi chị, khỏi khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ bấm bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2, 3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1, 2, 3. Yeah. Ôi ơi. Rất là nắm tay luôn, nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Giếng tay rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em, là nói với em là anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất ơi. Xin phép bác cho con hôn. Anh Linh ơi, ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi. Không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm. Ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này. Và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Santong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim, năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim. À, hợp lý nha. Kim xanh thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn anh trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. Đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái.
em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc không, mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món. Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ, chua ngọt. Rồi ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy, dạ, thì là thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, ấy chào anh. Trời, gái xinh đẹp quá đây. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ, một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ, thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ, mà mình nghe hết. Dạ, và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ, tôi cũng thông cảm nha. Dạ, và cũng cảm ơn những người như em. Dạ, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ, dạ chị Hồng Vân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xả dao chị. Xả dao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ, xả dao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xả dao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Dạ. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, lại hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu á, thì em thấy làm sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Thích chứ, em thích gái đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ, em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 giờ làm sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ, em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em. À, đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là
hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không có làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện, với lại Trọng Kim bên đây, tại vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời thiêu, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp mà con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi, vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Em chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em, cảm ơn dạ, rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn quà em tặng em. Dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì ạ? Gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son ạ. À. Son rồi kẹp chì mắt. Dạ. Thế hả? Dạ. Dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ em đấy. Cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được không? Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Tốt rồi. Lần đầu tiên em có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Nếu như mà ba mẹ có làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em. Dạ. Với mẹ lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Lòng hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì đời anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh.
tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều, từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô gái ngành y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non, ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng, cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không còn bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương, đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là được con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn gái vậy. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào anh. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào? Dạ chưa. Hả? Rồi mời bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào kỳ Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị. Cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên lắm chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà. Từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép. Em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn. Với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì
em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch tuần sau. Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa? Má bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hủ xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết thì ảnh không biết làm gì hết thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nhờ cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng lần mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh gì đâu. Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt quá chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu có cảm xúc. Chất lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. À, có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, mày được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là. Trời ơi, làm dữ vậy trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chủ me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, tới mặt bả đào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết.
Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn và anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, về nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hòa Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới. Nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình đó. Dạ. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô nhận xét cô bạn gái bên tôi này? Tôi nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ, dạ. Vậy là ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp lực cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ, dạ. Con gái tới nhà ở căn ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy ảnh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm như cô là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà hả? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Tức cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần đó, là họp mặt lại rồi cà phê vậy đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi ok, cảm ơn anh. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là
Em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng. À, em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà giữa chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? À, em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi à. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Có biết làm thơ không, thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt. Mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây. Cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm.